Mười loại đồ ăn không nên để qua đêm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An tâm sống khỏe. Quý vị thân mến, quý vị có thường để đồ ăn dư thừa từ ngày này qua ngày khác và hâm nóng lại ăn để tiết kiệm thời gian cũng như đồ ăn không ạ? À? Đây là một thói quen tôi tin chắc chắn rằng có đến 90% các bà nội trợ vẫn làm hàng ngày. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi liệu thói quen này có đang vô tình gây hại đến sức khỏe của cả gia đình mình hay không? Và thực tế thì đây là một thói quen rất nguy hiểm. Theo các bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng, đồ ăn đã chế biến để càng lâu nguy cơ bị hỏng càng cao, vi khuẩn sinh sôi càng nhiều. Một khi bạn ăn phải các vi khuẩn này, bạn dễ mắc các bệnh như viêm dạ dày, viêm ruột cấp tính, lâu dần sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư. Sau đây, An Tâm Sống Khỏe sẽ gửi đến các bạn danh sách những loại thức ăn để qua đêm tưởng chừng như vô hại. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian dài, thì những chất độc có trong loại thực phẩm này sẽ tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp. Thứ nhất, trà xanh trà xanh là một loại thực phẩm được nhiều người ưa chuộng chúng không chỉ có khả năng giảm cân làm đẹp đối với các trẻ em phụ nữ mà còn là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng đối với những người cao tuổi và cả trung niên tuy nhiên trà xanh không nên để qua đêm vì khi này chúng sẽ mất hết các loại vitamin protein và một số dưỡng chất có lợi. Mặt khác, nếu chúng ta để loại trà này qua đêm, có thể khiến chúng bị xỉn màu, lượng vitamin B, C sẽ bị phân hủy hoàn toàn. Chính lúc này chúng sẽ sản sinh ra rất nhiều loại vi khuẩn gây hại hay các loại nấm mốc mang nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, đối với trà xanh, chúng ta nên thường xuyên thay nước mới và sử dụng ngay sau đó. Điều này sẽ giúp bạn hấp thu được hết tất cả các loại dưỡng chất có lợi. Song song với đó, chúng ta còn có thể phát huy triệt đề khả năng chống ô di hóa của loại thực phẩm này nhằm kéo dài tuổi thọ và làm đẹp cho làn da. Thứ hai, các chế phẩm từ đậu. Đậu phụ và các chế phẩm từ đậu có chứa hàm lượng nước tương đối cao, hàm lượng protein và các dưỡng chất khác cũng rất phong phú. Đó là một nguồn nuôi dưỡng dồi dào cho các vi sinh vật. Đậu phụ nếu để lâu dễ sinh ra nhiều mầm bệnh, nguy hiểm như khuẩn botulinum. Vi khuẩn có độc còn mạnh gấp nhiều lần so với chất độc cyanua kali. Thứ ba, cơm. Khi gạo đã nấu chín thành cơm, các bào tử vẫn có thể sống sót. Vì vậy, cơm để nhiệt độ phòng trong một thời gian dài có thể có các bào tử vi khuẩn nhân lên, sản sinh ra các chất gây hại khiến người ăn phải dễ bị nôn mửa, tiêu chảy. Đặc biệt hâm nóng lại cơm cũng không thể loại bỏ được những chất độc hại này. Thứ tư thịt gà thành phần protein trong thịt gà sẽ bị thay đổi nếu được để nguội và hâm lại lần thứ hai điều này có thể khiến người ăn gặp phải một số Rắc rối về đường tiêu hóa sau đó bạn không nên để thịt gà đã nấu qua đêm thứ năm nộm gòi các món ăn như nộm gòi đa số đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín vì thế sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu bạn không ăn hết thì nên đổ đi, đừng vì tiếc của mà để vào tủ lạnh rồi hôm sau dùng lại. Việc bạn để những loại thức ăn này qua đêm sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn. Nếu như bạn sử dụng sẽ bị ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, không tốt cho sức khỏe. Những món ăn từ khoai tây như khoai tây chiên hay canh khoai tây khi bạn chế biến xong thì nên ăn hết. Trong trường hợp không ăn hết, bạn cũng không nên tiếc của mà giữ lại tới ngày hôm sau. Bởi hành động này sẽ khiến cho món khoai tây sẽ bị vi khuẩn xâm nhập, có thể làm biến đổi chất dinh dưỡng có trong khoai tây thành chất độc cây ngộ độc, đầy bụng, khó tiêu cho bạn. Thứ 6. Trứng theo lời cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trứng gà luộc hay trứng gà chiên đều có thời gian sử dụng rất ngắn, khi bạn đã chế biến xong thì nên ăn cho hết, nếu trứng còn thừa, bạn cũng không nên tiếc của mà để lại, bởi khi trứng để qua đêm dễ nhiễm khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa của bạn. Thứ bảy, hải sản, trong các loại thực phẩm không nên để qua đêm thì hải sản lại nằm trong danh sách này, đặc biệt là các loại hải sản để qua đêm như tôm, cua, cá đã nấu chín sẽ khiến cho hàm lượng protein bị biến chất, gây tổn thương cho gan và thận. Nếu như vì tiếc của, bạn cố tình hâm đi hâm lại hải sản để qua đêm sẽ gây nhiều bệnh nguy hiểm tới gan, thận, dạ dày, vân vân. Thứ 8. Nấm, mộc nhĩ Thời gian tiêu thụ lý tưởng của nấm là ngay trong ngày, bởi nếu để qua đêm, thành phần protein phức tạp trong loại thực phẩm này có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Nếu bạn hầm nóng lại, ngoài ra trong nấm và mộc nhĩ, dù là nuôi trồng hay tự nhiên, cũng đều chứa nhiều nitrat. Nếu nấm đã được chế biến trong một thời gian quá dài, có thể dẫn đến nguồn dinh dưỡng bị hao hụt, nitrat sẽ sinh ra độc tố gây khó chịu cho dạ dày. Thứ 9, canh để qua đêm trong nồi kim loại canh thừa để qua đêm trong nồi kim loại như nhôm, inox vân vân sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe. Nếu muốn để canh sang bữa sau, tốt hơn hết là bạn không nên cho thêm bất kỳ loại gia vị nào vào canh hoặc có thể cho canh vào tô sứ, thủy tinh và cất giữ trong tủ lạnh. Các món kho như không nên để qua đêm, kể cả khi đã bảo quản trong tủ lạnh, bởi nếu để qua đêm, các món kho dễ sản sinh ra nấm mốc khiến người dùng bị ngộ độc, đặc biệt là trong mùa xuân và hè, các loại rau có màu xanh chứa hàm lượng nitrat rất cao, nếu ăn không hết, tốt nhất là nên bỏ đi, tuyệt đối không nên để qua đêm, đặc biệt là rau chân vịt hoặc rau cần tây, khi nitrat đã bị nấu chín, để trong một thời gian dài, chúng dễ dàng chuyển thành nitrit, đây là một chất gây ung thư cực kỳ nguy hiểm. Thứ 10, nước sôi để nguội Hiện nay có rất nhiều gia đình còn giữ thói quen sử dụng nước đun sôi để nguội, tuy nhiên hãy nhớ nếu để qua đêm, chúng sẽ mang lại rất nhiều tác hại cho sức khỏe của chúng ta. Chính vì khi loại nước này để qua đêm sẽ khiến cho lượng nitrat có trong chúng tăng cao, sau đó sẽ đi thẳng vào cơ thể của bạn, tạo thành chất nitrosamine, đây là một loại chất có mầm mống gây ung thư rất lớn. Quan trọng hơn hết, nước đun sôi để nguội sau 24 giờ thì hàm lượng nitrit có trong chúng sẽ tăng lên gấp 1 đến 3 lần so với bình thường. Quý vị thân mến, chuyện xử lý thức ăn dư thừa sau mỗi bữa ăn là việc diễn ra hàng ngày, nếu đổ bỏ thì tiếc, mà giữ lại ăn thì lại nguy hiểm. Mọi người đều biết rằng thức ăn thừa không nên để qua đêm, nhưng cụ thể là món nào thì không nên dùng lại, khái niệm này còn rất mơ hồ. Sau đây là những món ăn được khuyến cáo không nên để thừa và một số cách bảo quản đồ ăn thừa vừa không mất đi chất dinh dưỡng, vừa không gây hại tới sức khỏe. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, nên để thừa món thịt cá, không nên thừa món rau. Mọi người đều biết thức ăn thừa thường sinh ra muối nitrit. Bản thân muối nitrit có chứa độc tố. Khi gặp với protein trong dạ dày, sẽ sinh ra nitrosamine có thể gây ung thư. Qua số liệu cho thấy, 80% lượng muối nitrit mà cơ thể hấp thụ đều đến từ rau củ. Những món rau đã qua chế biến, nếu để ở nhiệt độ cao trong một thời gian dài, hàm lượng muối nitrit sẽ tăng lên. Ngoài ra, chất dinh dưỡng trong những món rau cũng dần mất đi nguyên nhân là do trong một loại thực phẩm thông thường có hơn vài chục loại chất dinh dưỡng trong đó có vitamin hòa tan như vitamin c e đều rất sợ nóng các giá trị dinh dưỡng của rau củ lại biểu hiện rau vitamin do món rau đó sau khi đun lại sẽ làm mất đi hết chất dinh dưỡng trong thực phẩm còn có một số chất dinh dưỡng khoáng chất không sợ nóng như canxi sắt những chất dinh dưỡng này mọi người thường hấp thụ qua các món mặn như cá, thịt. Sau đó khi hầm nóng, chất dinh dưỡng cũng không bị mất đi quá nhiều, cho nên bất luận là góc độ dinh dưỡng hay an toàn thực phẩm, cố gắng không nên ăn món rau thừa. Ngoài ra quý vị cũng cần lưu ý, món nguội kể cả thịt tốt nhất không nên ăn thừa vì nếu không đun lại, vi khuẩn có trong thức ăn sẽ không bị tiêu diệt, dễ dàng gây ra tiêu chảy. Thứ hai, hải sản để qua đêm không nên ăn. Các loại hải sản như cua, cá, tôm sau khi để qua đêm sẽ làm biến đổi protein, từ đó gây hại cho chức năng gan, thận. Nếu chót mua quá nhiều, có thể để hải sản còn tươi vào túi đựng thực phẩm hoặc hộp đựng thực phẩm, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để lần sau tiếp tục chế biến. Thứ ba, cách bảo quản tốt nhất đồ ăn thừa mà không làm mất đi chất dinh dưỡng, không gây hại đối với sức khỏe. Thức ăn cơm thừa tốt nhất nên bảo quản trong hộp thủy tinh, đồ ăn thừa để qua đêm không phải là thứ gì ghê gớm cả, chỉ cần không để quá lâu, số lần dùng lại không quá nhiều, muối nitrat và muối nitrit trong thực phẩm đối với sự nguy hại cho cơ thể là cực kỳ ít thức ăn thừa phải để nguội trước khi cho vào tủ lạnh nên dùng màng bọc thực phẩm bọc lại mục đích của việc để nguội thức ăn thừa rồi mới cho vào tủ lạnh là vì nếu đột ngột để thức ăn nóng vào trong môi trường nhiệt độ thấp khi nóng trong thức ăn sẽ khiến hơi nước ngừng tụ lại tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển từ đó khiến thức ăn trong tủ lạnh sẽ bị nhiễm độc sau khi thức ăn đã nguội phải mau chóng cho vào tủ lạnh kể cả vào mùa đông cũng không được để lâu bên ngoài vì trong tủ lạnh có tác dụng kháng khuẩn nhất định thức ăn thừa nên phân loại tách riêng bảo quản không dùng một loại đồ ăn nhất định phải để riêng tránh vi khuẩn nhiễm chéo ngoài ra nên dùng những dụng cụ đựng sạch sẽ cất chữ trong hộp túi đựng để thực phẩm kéo màng bọc nên để trên bát đĩa hoặc thức ăn Thời gian để thức ăn thừa không nên quá lâu, tốt nhất là trong vòng từ 5 đến 6 tiếng nên dùng hết thức ăn thừa. Thông thường làm nóng mấy phút ở nhiệt độ cao có thể diệt được hầu hết vi khuẩn, nhưng nếu thức ăn để quá lâu sẽ sản sinh ra muối nitrit và độc tố vì nấm aflatoxin. Lúc này việc đun nóng không còn có tác dụng nữa. Thứ tư, khi dùng đồ ăn thừa cần phải làm nóng lại. Đồ ăn thừa có thể dùng lại vào bữa sau, nhưng nhất định phải đun lại. Đun lại có nghĩa là phải làm sôi thức ăn lên đến nhiệt độ 100 độ C trên thời gian trên 3 phút. Dùng lò vi sóng để làm nóng thức ăn cũng là một cách rất hay. Nó có thể khiến toàn bộ thức ăn được nóng đều để tránh còn thức ăn thừa mỗi bữa, nên nấu vừa đủ, không quá nhiều món ăn, vừa tránh lãng phí lại đảm bảo sức khỏe. Thứ năm, một vài lưu ý khác tủ lạnh là phương pháp tối ưu để bảo quản thức ăn đã nấu chín tuy nhiên tủ lạnh cũng cần có những hạn chế riêng mà bạn cần chú ý để giữ thực phẩm được tươi ngon nhất có thể bạn không nên để cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh luôn bởi thức ăn sẽ dễ bị biến chất nhiệt độ cao trong thức ăn sẽ ngưng động thành hơi nước tạo điều kiện thúc đẩy vi khuẩn có hại sinh trường dẫn đến gây độc. Không những thế nhiệt độ cao của thức ăn cũng ảnh hưởng đến khí ga trong tủ lạnh, làm tủ lạnh nhanh hỏng. Đồ ăn để trong tủ lạnh tốt nhất là không nên để quá lâu, chỉ nên bảo quản kỹ thức ăn đã nấu chín trong tủ lạnh tối đa 6 giờ. Khi lấy thực phẩm tươi ra khỏi tủ lạnh thì nên chế biến ngay, không được để quá 4 giờ. Trong trường hợp không có tủ lạnh, hay để món ăn trong nồi, chỗ mát mẻ, không cần gần bếp lò hoặc những nơi dễ tỏa nhiệt. Không cho phần còn thừa vào nồi, nếu cần bảo quản, phải nấu sôi món ăn trở lại, sau đó mở nắp cho màu nguội trước khi đem cất. Vào mùa nóng thì thức ăn chưa dùng hết, hay để ở chỗ mát và đun sôi trở lại mỗi 6 giờ trước khi dùng. Các món nộm, trộn, gòi, làm xong thì dùng ngay, không để quá 2 giờ, kể cả được bảo quản trong tủ mát quý vị nhé. Hy vọng những thông tin an tâm sống khỏe vừa chia sẻ trên đây có thể giúp quý vị biết thêm những cách bảo quản thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.